Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ các bạn là ba loại thứ thuốc mình xịt trên một cây mai cùng một ngày luôn nha các bạn. Đó, trước mắt là mình cái này là bình rót 2 nha các bạn. Rồi đây là cốc 85 nha các bạn. Thứ ba là bọ chỉ Magino. Đó là một chút mình pha ba thứ thuốc vô chung một cái ấy mình xịt luôn nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình cắt cốc 85 trước, đó mình đổ vô. Hôm nay mình xịt, đáng lẽ là mình xịt hồi hừng đông á, thường thường mình xịt 4-5 giờ khuya trời mát, đặng nó cây nó con rầy con sâu nó ngủ trong đó các bạn, đặng cho nó có nó ngủ mình xịt nó chết luôn. Vì mát hay gió nó cây nó cũng tốt, mà gió nó không có bay thuốc mình mà không được. Bây giờ mình làm cho các bạn xem thì mình phải làm cỡ 6 giờ mấy sáng này mình mới thấy đường, mình quay cho các bạn xem. Chứ còn mình làm sớm quá thì các bạn cũng không có thấy nữa, nên mình phải làm trễ một chút. Mà các bạn xem mà mình làm ở đây đó là mình làm thực tế nè. Đó mình pha thuốc ba chung ba thứ thuốc vô cùng xịt lên cùng một cho cây mai ghép nè các bạn. Mà cũng mình cũng xin nhắc lại cho các bạn xem đó là các bạn nhớ là cái thuốc này mình xịt lên cây mai ghép, cây mai zin thì cũng được nha các bạn. Nhiều các bạn nói là thưa nó xịt rớt hai đầu phong lá này nó sẽ thưa nách lá đầu, mình xin thưa các bạn là không phải. Cây mai từ đây tới tháng 5 tháng 6 là các bạn làm phải cho dược cho sung ra ngoài, chứ còn nếu mà cây mai mà không dược không thưa nách lá là cây mai bị suy các bạn, do lá me đó. Đó hôm nay mình đổ vô cái lu mình, tại mình xịt này xịt nay mai mình nó nhiều rồi các bạn, mình xịt bằng máy rửa xe nha các bạn, kéo ống đi xịt cho nó lẹ. Đó bây giờ mình đổ rớt hai vô luôn nữa nè. Đó nó mình pha ba thứ vô chung hết luôn á. Nó rớt hai này các bạn nhớ thì mình pha cứ một bình 16 lít đó, thì khoảng 30 c rớt hai hoặc 40 luôn nha. Đó mà tuần nào là các bạn cũng nhớ là phải có xịt rớt hai nha. Rồi các bạn kèm phân bón lá, kèm thuốc trừ sâu, kèm thuốc bệnh gì đó, nhưng mà bữa nay thì mình xịt bọ chỉ với thuốc bệnh với phân bón lá chung luôn, ba thứ luôn. Đó, làm mà cho nó một lần một luôn cho các bạn xem. Đó các bạn xem đi, trong cái lô này giờ một hồi mình đi qua bên bạn nó là bằng cái năm mình xịt 5 bình đó, 5 bình xịt lít mình đổ vô một cái lô này nè, đặng cho nó xong đặng cho nó mình đi qua bển mình xịt luôn, chứ làm từ bình nó hơi lâu lắm, nên chút mình qua mình xịt nè, mình hướng dẫn cho các bạn xem nè. Đó các bạn thấy mình kéo ống mình xịt mai nè, đó mình xịt buổi sáng thì nó hơi bay tùm lum la đó. Nào, các bạn nhớ nha, thầy làm y theo mình nha, mình xịt hai mặt, mình xịt cho đẫm ướt luôn, xịt đi xuống rồi xong rồi đi lên xong rồi các bạn xịt mặt bên kia xịt qua nữa, chứ không phải là xịt đi lên đi xuống không, nó đâu đều, tại cái mai mình lớn tàn nó không đều. Rồi các bạn xịt trúng hai mặt còn cái mặt kia nó không có thì cây mai của mình nó cũng mai mốt nó cũng da trời không có đều nữa nha các bạn. Mình cũng nhắc thêm các bạn lưu ý điều này là các bạn kỹ á, thì cỡ lúc này là các bạn xây tàn lần đi, giờ tới tháng 5 tháng 6 các bạn xây tàn lần, tới tháng 9 các bạn xây tàn lần nữa, lần cho cây mai mình tàn nó tròn quay, nụ mai mốt tết nó đều, nó nở cùng đồng loạt. Còn nếu các bạn để nắng nó dội con bên hoài thì bên thực ngắn thực dài thì mai mốt tết á, bên nụ non bên nụ già nó nở cũng không rộ không đều nữa nha các bạn. Mình xây 5-3 lần đi nha, xây cho nó trở ngược lại nắng á. Đó, các bạn xịt như mình xịt đẫm ướt đi. Nhiều các bạn cũng hỏi mình là xịt cái thuốc này là có dược tược mai vô quá không, nó mỏng quá không. Mình cũng nói với các bạn là cây mai lúc nào mình cũng mong cho nó tốt, xum xê nó dược ra ngoài luôn đi, rồi tới tháng 6 tháng 7 tự mình bớt phân bón lá lại nó nhặt lại các bạn, chứ không phải là mình xịt mà cái mai nó nhặt tới nó bông. Nếu các bạn không tin mình các bạn vô cái Zalo mình đi các bạn xem nó có nhặt bông hay không các bạn biết liền chứ gì. Nói chứ mình đâu có gạt các bạn, chỉ đó mình làm đó, mình xịt như sao cho các bạn xem vậy. Còn nhiều các bạn hỏi mình á 30-10-10 Atonis gì xịt cho lên rồi có hay hơn này không, nói chung là mình cũng không có biết. Mình cũng nói thiệt các bạn, mình không phải thần thánh gì mà cái gì mình cũng biết. Ví dụ cái nào mình biết rồi mình sẽ nói với các bạn là biết, còn mình xài cái gì là mình làm cái đó cho các bạn xem. Mình cũng xin nói thêm cho các bạn là mình làm cái này không phải là kêu gọi các bạn làm theo mình hay làm gì hết nè. Các bạn xem thí dụ vườn cây mình vậy đó, mà đa số này là mình là vườn mình 100% là ghép thôi các bạn, không phải margin nha. Thì các bạn xem đi rồi đánh giá cho mình thôi, rồi các bạn thấy các bạn làm theo, chứ mình không ép giờ, mình cũng không kêu gọi anh em mà làm theo mình gì hết. Thì nhiều người còn làm vườn lớn hơn mình, làm cây nhiều mình, đẹp hơn mình, nó hiệu quả hơn mình nữa, chứ không phải là mình là nhất đâu các bạn ơi. Mình cũng là cũng như các bạn thôi, nhưng mà mình biết cái gì mình chia sẻ các bạn xem cái đó. Đó bên đây nè các bạn đi, mình xịt cái mặt này mình xịt qua nè. Đó mình xịt qua đây rồi cho nó đều luôn ba mặt nha các bạn. Chứ mình không xịt thì nãy mình xịt hai cái mặt kia nó đâu đều. Giờ các bạn hỏi mình có xịt cái mặt dưới không,
Không, mình xịt ở trên xuống với ướt đều là được các bạn, tại vì đâu có cần xịt mặt dưới làm chi, tại vì nó miễn nó phủ kín lá tàn nó kín ướt được rồi. Nhưng mà mình khuyên các bạn là xịt ướt luôn nha, ướt đẫm ướt luôn đi rồi cái cây mình nó mới hấp thụ đều, nó mới sung đó các bạn. Thí dụ bây giờ sáng nay các bạn xịt nè, nó giờ 6-7 giờ sáng các bạn xịt thì chiều nay 4-5 giờ các bạn tưới nước lại, tưới lên lá luôn cũng được, tưới gốc cũng được, chứ lúc mới xịt thì các bạn đừng có tưới liền, mà các bạn bỏ tới sáng ngày mai các bạn tưới nước lại, đêm nay nó cũng khô quá cũng không được nha các bạn. Thì mình coi như là vườn mình là mỗi ngày mỗi tưới đó. Nói chung là thuốc thì cây mai giờ bắt buộc là các bạn phải xài thuốc nó mới có đủ tàn được, chứ còn phân là vườn mình chưa có bón đó. Nó cái này là thực tế mình chưa có bón, nó cái lô mai này là mình chưa có bón phân đó, các bạn phải xịt lên xịt xuống như mình vậy đó. Đó là ví dụ các bạn đi xịt tới đâu á thì nó có cái lá cái chòi gì đó thì các bạn cũng ngắt luôn nha, ngắt luôn, là mình cũng hướng dẫn các bạn hoài, đâu phải nó ra đồng loạt mà các bạn ngắt một lần đâu. Thì tới cái lúc nào á đó các bạn ngắt liền cho nó cứ nó có, các bạn cứ ngắt là nó đẻ chi đều ra luôn à, cho cây mai mình nó đều kín tàn à, tới Tết cây mai mình nó đi nhiều dĩa nhiều chi đó. Các bạn đi bên đây thì các bạn xịt xuyên qua mấy bản luôn đó, xịt qua và lại ba mặt luôn nha. Đó hôm nay là mình xịt cái này là ba loại thuốc đó, là cái bước đầu tiên là rốt 2 là phân bón lá là bắt buộc mình phải có, và cái bọ chỉ là Magino, cái thứ ba là cốc 85 là trị bệnh luôn các bạn. Bữa nay không có sâu mình không có xịt, tại vì sâu cây mai nó cũng ít lắm, đầu mùa giá lá non nó có thôi, giờ khi mốt về vô giữa mùa mưa dầm nó mới có. Thì nói chung cây mai ít tốn sâu lắm, chủ là tốn tiền là tiền thuốc bệnh với phân bón lá là hai thứ là tốn nhiều nhất đó các bạn. Đó mình xịt đó, đi lên xong rồi mình xịt xiên qua bển luôn. Nó xịt đẫm ướt từ trên xuống luôn nha các bạn. Giờ này tại làm vậy cho các bạn xem, chứ nó lẽ giờ này mình xịt xong hết rồi, chứ nắng lên nó cũng dở, nó bay tùm lum la khó làm lắm. Đó cái cây mình mới ghép cúc thọ hương đó các bạn thấy không, mới ghép bữa có đăng các bạn xem đó, mới ra tựa có miếng đó, mình cũng vẫn xịt thuốc bệnh cốc 85 luôn, rồi phân bón lá thuốc sâu mình cứ xịt lên bình thường nha các bạn. Chứ không phải là mình xịt rồi cái cây mình không xịt cây không, một chút mình sẽ qua mình hướng dẫn các bạn những cái cây mình mới trồng mình cũng xịt luôn nữa. Nói chung cây nào mình cũng xịt hết á. Đó, cái cúc thọ hương là mình xịt luôn đó. Xịt phủ lên hết. Rồi anh em mà coi á thì đó mình làm theo mình, chứ mình cũng không có, nói chung là mình làm sao cái vườn mình có làm cái gì, hoặc là mình có làm cái gì đó mình mới đăng lên chia sẻ cho anh em xem, chứ nhiều khi không có mình cũng không đăng được, mà mình làm thực tế không à, chứ không phải là mình làm như mình đi kiếm này kiếm kia mình đăng không có đâu, tại vì mình đi làm nhiều việc nhiều thứ lắm đó. Chẳng hạn như hôm nay là phun thuốc mà mình phun cho ba loại thuốc cho các bạn thấy đó, khi nào mà vô mùa bệnh nhiều á mình phun 4 loại luôn. Cũng nhiều các bạn nói mình á sao mà mình xịt anh cha con hay là xịt anh win, mình cũng nói là được hết đó các bạn, nhưng mà cái đó là xin nói thêm cho các bạn là đều được hết, nhưng mà mấy cái thứ đó nó không hay bằng cốc 85. Cốc 85 thì các bạn xịt nó là nó kháng bệnh kháng đều hết, tại vì nó tính ra nó mạnh lắm, nó còn mấy cái kia thì nó nhẹ hơn. Thì các bạn xịt như mình nó cũng đâu có bệnh gì đâu, đâu có thấy vườn mình đâu có núm hồng, đâu có thắng thư gì đâu, nên mình không có xài mấy cái kia. Nếu mình xài này giờ xài mấy kia vô nó cũng không đủ đô nó. Với mình cũng chia sẻ thêm là các bạn có hỏi mình là cái chất trồng mình của mình đất rồi cho cháu ung rồi phân gà quay hoặc là cho cháu sơ dừa thì dùng, bạn không có thì nói chung là các bạn làm cháu sống sơ dừa như kiểu miền Tây cũng được chứ không phải không được, thì các bạn chăm nó kỹ một chút. Thí dụ bây giờ cháu sống sơ dừa thì các bạn một năm các bạn tưới quậy Riomin Gold, tưới được 2-3 lần cho nó là được rồi. Đó bên đây các bạn xem mấy cây mai này mình mới trồng nè, mình cũng xịt luôn. Đó cây mai mới đó mình cũng xịt luôn, chứ mình đang cho nó thấp thụ không có bệnh rồi lâu năm đó rồi nó sung nó tốt luôn các bạn. Xịt hết á. Những cây nào mình có xịt thuốc là mình đi xịt luôn. Chứ không phải là mình xịt cây mai ghép thành hình của mình không các bạn. Xịt ướt đẫm mình mẩy luôn vậy nha. Đó. Đó các bạn thấy xịt 2 mặt cho nó đều hết nha. Còn mấy cây tàn nhiều xịt 3 mặt luôn. Đó, mình đưa với các bạn qua xem đó, cái luống này là mình mới trồng bữa nay khoảng
ba ngày mình cũng xịt luôn các bạn, tại vì cái này mình xịt phân bóng lá thuốc bệnh rồi nằm trên đây luôn nè. Cây mai nhiều khi nó lâu năm nó không có, nó bệnh hoạn đó, giờ mình cũng xịt trồng lên luôn. Rồi cái mai này mình trồng hôm nay khoảng 2 tháng rồi đó, mình cũng xịt luôn các bạn, xịt đang cho lá mình nó sung, nó hấp thụ, nó sum xê đó, coi như là mình xịt hết, mình không có chừa một cái gì hết á, coi như là cái vườn mình đi qua là mình xịt luôn à. Chứ không phải cây xịt cây chừa, chỉ có bón phân mình mới cây bón cây chừa thôi, cây sum xê thì mình bón, còn cây còn yếu dễ yếu lá thì mình không bón vô thôi đó. Các bạn cứ xịt hết như mình hết đi. Thì vườn các bạn ít thì bắt các bạn xịt cái bình điện như của mình cũng được, với hổm nó còn nhiều thì các bạn xịt cái máy rửa xe này đi cho nó mất, đỡ mất thời gian đó. Như cây mai này mình, mấy cây này mình mới ghép nè, nó mới ghép mình cũng xịt luôn các bạn đó, xịt qua luôn hết, đều hết luôn. Nói chung mùa này nắng lắm, các bạn xịt trời mát thì đừng có xịt trời nắng, tại nhiệt độ này lên cao lắm, các bạn xịt thuốc lên là một là nó nóng cây, nó không có tác dụng nữa, tại nó bị phản ứng trời nắng nè. Đó, cây mai này là cây bữa mình tháo bọc ra mười mấy ngày nè, nay chắc cũng mình nói dính 100% đó các bạn xem đó. Đó, mình cũng xịt luôn đó. Nói chung là mình cây nào mình cũng xịt thuốc được hết, chứ không phải là cây xịt cây không nha các bạn. Đó, nhớ nha, mình xịt đều hết ba mặt rồi đậm ướt hết luôn. Đó, cho nó đều luôn rồi đó. Cái cây này các bạn thấy này tùm xum xê không? Rồi qua cái cây này mình mới ghép ngạn qua nè, mình cũng vẫn xịt luôn. Nói chung là mình xịt ghép đang ghép xịt cũng được đó các bạn. Đó, các bạn cứ mạnh dạn xịt thuốc đi, như mình đi cho lá rồi nó xum xê đi, tới tháng 6 tháng 7 mình cắt phân bóng lá lại, tự nó nhặt nó dày lá là nụ, nó làm nụ nhiều các bạn ơi. Chứ cái đầu mùa mà các bạn sợ nó dài rồi nó ngắn ngắn ở trong rồi, là lá me đó, hiện tượng nó cây mai nó bị yếu, nó không có mạnh được. Thì mình nghĩ sao nói vậy, nhiều người á, các bạn thì hay hơn hoặc cao kiến hơn mình thì nói mình hơi lố, nhưng mà mình ý là mình làm sao mình nói như vậy, chứ mình không có nói thêm nói bớt gì hết á. Thì theo mình thấy cây mai nó sung nó vượt được thì tết bông nó nhiều thôi, còn cái mình ngắt đọt hoài thì nó đâu có vượt ra ngoài được, nó đâu có bị vượt mỏng lá gì các bạn, với mình dở lưới rồi nó dày lại hả. À, những cái cây nào mình cứ trong vườn mình là mình cứ quậy đó, mình xịt đều hết lên đậm ướt hết, sum xê hết luôn nha các bạn. Nó xịt ướt luôn, ướt thân, ướt mặt chậu luôn nha các bạn, ướt phân, ướt đồ luôn. Giờ mình xịt lên vậy xong rồi một chút á, mình đi xịt xuống. Chứ mình xịt đi vào bên kia một chút, mình xịt qua, mình xịt cái cây thì bắt buộc mình phải làm nhiều mặt như vậy đó. Đó. Các bạn thấy không? Làm trồng cây mai nó cũng cực lắm, tới mình chơi được rồi nó cũng cực, thời gian nó gian nan lắm chứ không phải dễ đâu. Tới mình xài được thì nó cũng công phu lắm, mình mua mình lựa về mình làm ra cho thành được cây mai rồi. Tới các bạn xem là rất là khó khăn nha các bạn, chứ không phải là mình nghĩ vậy chứ thấy đem về nhà chân, nó không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Đó, vườn mình làm vậy hằng hà vậy đó, thực tế cho các bạn xem đó. Giờ hôm nay mình hướng dẫn các bạn là xịt ba loại thuốc ở trên cùng một thời điểm trên một cây mai đó, thì các bạn xem và nhớ chia sẻ cho nhiều cùng xem, thấy mình làm được hay gì đó chia sẻ cho anh em nào làm theo mình, chứ mình chào tạm biệt các bạn.